Phật A Di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kim cố nơi bản nguyện siêu thắng và quả cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị, tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giải lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chơn biên tập minh tâm thời gian ngày 18 tháng 2 năm 2011 địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu Tập 288 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang Trang 345 Trang 345 Bắt đầu xem từ hàng thứ bảy Bắt đầu xem từ câu Chí nguyện vô nguyện Quyện là mệt mỏi Là chán ghét Phổ hiền đại sĩ thập đại nguyện dương Trong kinh Hoa Nghiêm Khái quát ý nghĩa sau cùng của nguyện này là Hư không giới tầng Chúng sanh giới tầng Chúng sanh nghiệp tầng Chúng sanh phiền não tầng Thì lễ cho đến hồi hướng của con cùng tầng Nếu hư không giới Cho đến phiền não không cùng tầng Lễ cho đến hồi hướng của con không có cùng tầng Niệm niệm tương tục không có gián đoạn nghiệp thân khẩu ý không hề mệt mỏi đây là ý nghĩa chí nguyện không mệt mỏi ở trước chúng ta học đến đây nói sơ lược về mười nguyện vì ở trước đều đã học Trong kinh Hoa Nghiêm cũng đã học Tuy có học Nhưng không thực hành Cho nên không sợ học nhiều lần Càng nhiều càng tốt Ấn tượng sâu sắc Tham thú nghĩa lý trong đó Tự nhiên sẽ thực hành Cho nên Phạm không thể thực hành Là vì phương diện Tri kiến chúng ta có vấn đề Đối với nó trình độ nhận thức chưa đủ Nếu đủ Tự nhiên sẽ làm được đây là kinh nghiệm học tập nhiều năm rồi của chúng tôi cổ nhân cũng dạy chúng ta như vậy đọc sách ngàn biến tự hiểu nghĩa của nó nghe giảng dạ. tuyệt đối không phải nghe qua một lần là đủ Nghe qua một lượt Quả thật như Gió thổi qua tai Thổi qua rồi là hết Khi người ta hỏi thì nói tôi từng nghe Nghĩa chân thực trong đó Có mấy người tham thấu Không thể y giáo phụng hành là không được lợi ích chân thật. Biến nhát là thông bền của tất cả chúng sanh từ xưa đến nay. Bồ Tát cũng không ngoại lệ. Cho nên Phật dạy Bồ Tát Sáu khoa mục Chính là lục ba la mật Trong đó có tinh tấn ba la mật Dùng ý rất sâu Tinh tấn Chuyên để đối trị giải đại tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. À, thiện căn của Pháp Thế Giang có ba loại. Đầy đủ thiện căn này là có thể thành tựu tất cả thiền pháp. Ba thiện căn này là không tham, không sân, không si. Hiện của Pháp Thế gian đương nhiên Bồ Tát đầy đủ. Bồ Tát có thể thành Phật hay không? Đoạn phiền não được hay không? Thiền chốt là ở chỗ tinh tấn vì thế thiện căn của bồ tát chỉ có một điều là tinh tấn tinh tấn bắt đầu từ đâu vẫn là từ nhất môn thâm nhập trường thời quân tu nghĩa là sao phàm những ai giải đại biên nhạc đều do thiếu nhận thức đại sư trương gia nói phật pháp đại thừa khó hiểu dễ hành chúng ta tự biết mình chưa đủ nhận thức như vậy phải hạ thủ công phu vào phương diện nhận thức tinh tấn cầu trí tuệ cổ nhân nói rất hay là thật không phải giả có đạo lý đọc sách ngàn biến tự hiểu nghĩa của nó phải biết đầy đủ rồi đọc xong một ngàn biến họ được tam mùi nếu đọc kinh vô lượng thọ một ngàn biến Phải đọc như thế nào? Một ngày đọc ba biến. Một năm khoảng gần một ngàn biến. Không được bỏ qua dù chỉ một ngày. Mỗi ngày đọc ba biến có thể được niệm Phật ta muội có thể được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh sanh trí tuệ sau đó đọc lại kinh này sẽ hiểu được ý nghĩa trong đó một ngàn biến trước không hiểu ý nghĩa không sao đừng nôn nóng không cần cầu hiểu nghĩa chỉ cầu tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày Không bị hoàn cảnh sáu trần bên ngoài quấy nhiễu Là đạt được tâm thanh tịnh phải biết rằng tâm thanh tịnh là mỗi người đều vốn có. Tâm ta vốn là thanh tịnh. Đạt được đừng quan hỷ, đạt được đừng kiêu ngạo. Người người đều có. Khởi tâm kiêu ngạo. Khởi tâm quan hỷ, ta muội lập tức mất đi đáng tiếc có được không dễ mất rất nhiều công phu lúc này làm cách nào để giữ gìn nó để vĩnh viễn đừng mất đi đó chính là câu ở sau nhẫn lực thành tựu Ta phải nhẫn nhục à, Tuyệt đối, đối không có tâm ngạo mạn Tuyệt đối, đối không có tâm đố kỵ Quý vị thực sự đạt đạo. được đạo Người đã đạt đạo Đạo ở đây chính là tam muội Chính là trí tuệ Tam muội là con đường đạt đạo Ta đã vào cửa Trí tuệ là đăng đường nhập thức ta đạt được lợi ích chân thật lợi ích chân thật tức là trí tuệ nếu giữ gìn được qua một thời gian sau tất nhiên Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh trí tuệ bát nhã trong tự tánh viên mãn hiện tiền đây gọi là thành tự Cho nên, phải tinh tấn Tu hành Mười nguyện của Phổ Hiền Từ lệ kính Tán thang Lễ kính là bài học nhập môn đầu tiên Tán tháng là tùy hỷ công đức tán thang có thể đối trị ngạo mạn của ta đối trị đố kỵ của ta hai loại phiền não này là nhân tố hàng đầu hiện rất nhiều hàng sơ học không thể nâng cao cảnh giới không thể không biết điều này Ni niệm, niệm tương tục không có gián đoạn. Hai câu này và Bồ Tát Đại Thế Chí nói Đô nhiếp lục căng tỉnh niệm tương tục là cùng một ý. Ở sau là nghiệp thân khẩu ý không có mệt mỏi, chán ghét. Tam nghiệp thanh tịnh Không hề mỏi mệt là giọng mảnh tinh tần Bây giờ chúng ta đọc Rất nhiều Những câu này rất quen thuộc Có thể nói ra bất cứ lúc nào Nhưng như thế nào Không đạt được lợi ích chân thật Do đó Không sanh khởi tính tâm Đối với kinh giáo nếu quý vị hỏi có tốt chăng tốt nhưng không nói được tốt điểm nào có lợi ích gì cho bản thân chăng không thể nói không có lợi ích lợi ích không nhiều đa số chúng ta đều không nhìn thấy lợi ích mười nguyện không thực hành được nguyện nào chúng ta không thể không biết vấn đề này Biết rồi Muốn thành tựu ngay trong đời này Vậy không thể không nỗ lực tham cứu Thảo luận Kiểm điểm bản thân Rốt cuộc vấn đề là do đâu? Tuyệt đối không phải do ngoại duyên đều ở chính mình cổ nhân nói hành hữu bất đắc phản cầu chư kỷ như vậy mới tìm ra nguyên nhân căn bệnh tiêu trừ tận gốc mới giải quyết triệt để vấn đề cổ thánh tiên hiền Chư vị tử tùng Rất xứng đáng với hậu thị một Suy nghĩ cho hậu nhân rất chu đáo Lưu lại nhiều điển tịch Trong điển tịch này Một trên một phần trăm Một trên một phần ngàn Chúng ta thật sự đạt được Tiêu hóa được Đều có lợi ích rất lớn Đạt được mà không tiêu hóa được Không có lợi ích Điều này thật đáng tiếc Đạt được như thế là không thật sự đạt được Học viện chúng ta hiện nay vẫn bảo tồn những điển tịch của nho thích đạo. Có thể nói là khá phong phú. Không có ai đọc, không có ai nghiên cứu. sống dưới trân bảo mà vẫn không có được lợi ích nào quý vị xem đang tiếc biết bao quý vị nói tôi không có nền tảng có thể bổ sung Dùng thời gian 1-2 năm Là bổ sung toàn bộ Thời gian không cần dài Một người dẫn đầu thực hiện Sẽ ảnh hưởng đến một hai người Một hai người này dẫn đầu làm có thể ảnh hưởng đến toàn học viện. Nếu không phát tâm này, nói phát tâm cầu sanh tịnh độ là giả, không phải thật. Đời này không thể giảng sanh. phát chân tâm tức ngay tại đây có thực hành chăng cũng ngay tại đây ở trước có nói đến chuyện pháp luân phải tỉnh chính mình đến Phật trụ Thế cũng phải tỉnh chính mình Mười nguyện phổ hiền Là Bồ Tát phổ hiền Nói ra cương lạnh Nếu chúng ta biết Cung kính tiếp nhận Y giáo phụng hành Trước tiên Dùng nền tảng nho thích đạo Tiếp thu Thập Đại Nguyện Dương Hay nói cách khác Thập Đại Nguyện Dương Chúng ta dùng ba nền tảng của nho tích đạo để thực hiện Sau đó Đứng trên một góc độ Để nhận xét nhiều góc độ khác như vậy mới nhanh chóng nâng cao cảnh giới Pháp Thế Giang nói Trong học ký nói Bảy năm thành tựu nhỏ Ngày nay chúng ta có thể nói như vậy hai năm đặt nền tảng tìm năm năm nữa là bảy năm tiểu thành thành tựu nhỏ là sao được ta muội chín năm hoặc mười năm có thành tựu lớn thành tựu lớn là khai ngộ cho dù không được đại triệt đại ngộ nhưng đại ngộ là điều rất có thể đại triệt đại ngộ là phật đại ngộ là bồ tát Chúng ta làm được, không phải không được. Đoạn này nói về nghĩa của chí nguyện không biết mệt. Chí nguyện vừa xảy ra vấn đề, con người lập tức đọa là vấn đề này rất nhiều, rất nhiều. ngày xưa không ít bây giờ càng nhiều người bây giờ quá thợ không vượt qua được thử thách hơi có một chút không như ý là không làm nữa bỏ đi ngay người tu đạo chân chánh là ngày ngày đang khảo nghiệm người thử thách mình công việc thử thách mình vật thử thách mình xem ta có thông qua chăng người sự vật bên ngoài đều đang mê hoặc ta ta đối với sự mê hoặc bên ngoài thông đạt thấu triệt tăng trưởng trí tuệ dù sự cám dỗ lớn đến đâu Ta cũng như như bất động Đây là tăng trưởng định công Ngày ngày đang cám dỗ Hợp với ý mình Ta bị nó cám dỗ liền tăng trưởng tâm tham Không hợp ý mình Nó cám dỗ bên ngoài Làm ta tăng trưởng tâm sân nhuế Sanh khởi tâm oán hận Như vậy là không vượt qua được thử thách Quý vị nói mình tu đạo Những ma trước này Đứng một bên cười nhạo Quý vị là giả không phải thật Vừa qua được sự cám dỗ mới là thật Cho nên người sự vật thử thách mình đều phải dùng tâm chân thành cung kính cảm, cảm ơn họ không có họ công phu của mình làm sao mà thăng tiến được làm sao biết được công phu của mình có đắc lực hay không Công phu đắc lực không bị cám dỗ Không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiễu Thanh tịnh bình đẳng giá của mình mới quan trọng Hành vi việc làm của mỗi người họ tự chịu trách nhiệm ta không thể thay thế họ họ cũng không thể thay thế được ta nghiệp nhân quả báo không có cách nào trốn thoát chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi Nhân thiện nhất định có quả thiện Nhân ác chắc chắn có ác báo Nhẫn lực thanh tựu Nhẫn lực tức là sức nhẫn nhục Chính là trong sáu ba la mật Là nhẫn nhục ba la mật Phiên dịch của danh từ này Là đặc biệt Vì người Trung Quốc Trước đây những đại sư phiên dịch Đến Trung Quốc Người Trung Quốc rất quan trọng chữ nhục. Chém đầu có thể nhận. Sỉ nhục không được. Coi việc nhẫn nhục nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên Pháp Sư phiên dịch đem nhẫn ba la mật hạ xuống dùng nhẫn nhục Nhục mà nhẫn được Còn có gì không thể nhẫn được chứ Áp dụng ý này Đây là trí tuệ của Đại sư Phiên Dịch Kinh Là phương tiện thiện xảo của họ Đại sư Pháp Trú nói nhẫn có ba loại Thứ nhất là An khổ nhẫn Có thể Ở thế gian Nhẫn chịu việc trái y Nghĩa là trái với sự Yêu tích của mình hay nói cách khác Là những vấn đề ta ghét Ta không thích Đều có thể nhẫn thọ được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thị hiện cho chúng ta thấy Ba y một bát Đêm ngủ dưới gốc cây đây là an khổ nhẫn. Đức Phật thể hiện cho chúng ta thấy có người có thể an bần lạc đạo. Xã hội sẽ an định, hòa bình. quý vị xem công đức này lớn biết bao chúng ta phải tích lũy công đức chỉ điều này thôi đã rất tuyệt vời rồi vì sao vậy vì người có nhẫn nhục đối với người không tranh đối với thế gian không cầu tâm họ luôn an định Tâm mang định sanh trí tuệ Không sanh phiền não Vì thế Dù sống trong bần tiền Họ vẫn an vui Như nhang hồi vậy Không có địa vị xã hội Gọi là tiền không có của cải gọi là bần nhan hồi không có cả hai loại này không có của cải cũng không có địa gì nhưng cuộc sống của ông hạnh phúc an lạc mỹ mãn từ đâu mà có an bần lạc đạo Người thế gian không biết điều này Không có nhận thức về điều này Phật Bồ Tát đều biết Thánh Hiền Nhân biết điều này Xã hội hiện nay thường cho rằng mê tín, Thật ra không phải mê tín. Có quỷ thần thật, quỷ thần tôn trọng điều này. đây là công đức an khổ nhẫn thứ hai là tha bất nhiều ít nhẫn tha là người khác người khác đối với mình không nhiều ít nói như hiện nay người khác đối với mình hoặc là quỷ bán hoặc là sĩ nhục hoặc là hãm hại đây đều thuộc về không nhiều ít có thể nhận Câu bên dưới nói rất rõ ràng người khác đối với mình có tổn hại vẫn nhận được trải về ý nguyện của mình tổn hại danh lợi của mình có thể nhẫn chịu Như tôi vừa đưa ra ví dụ Trong đời này chúng ta nhất định từng gặp qua rồi chúng ta tu hành giúp xã hội giúp đại chúng làm chút việc tốt sẽ gặp rất nhiều chướng ngại trong xã hội này Chứ ngại mà chúng ta không thể tưởng tượng được Chúng ta dùng tâm ý tốt giúp họ Ngược lại họ hỏi ta Vì sao lại giúp tôi Anh có ý đồ gì Mục đích của anh là gì Quý gì nói tôi không có ý đồ Cũng không có mục đích Vậy không phải là thần kinh của vị có vấn đề ừ. Sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế đây là vấn đề bao nhiêu năm nay chúng tôi thường gặp nên chúng tôi rất hiểu gặp người khác hỏi chúng tôi chúng tôi muốn tu một chút phước tu phước gì Ít phước báo cho đời sau Quý vị tin đời sau có chẳng có Tôi tin có đời sau Chúng tôi tặng giáo dục nhân quả cho họ Nói cho họ biết có đời sau Tin hay không tùy họ Tin cũng được, không tin cũng được Vì sao vậy? Một khi đã nghe qua tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo Đến khi nào họ phát hiện thật sự có đời sau Sẽ rất cảm kích quý vị Trước đây người đó từng nói mà tôi không tin Bây giờ biết là thật Điều này phải học phương tiện thiện xảo Năng nhẫn của Bồ Tát Thứ ba, Pháp tư duy nhận Đối với Pháp, không có phân biệt Điều này cũng phải nhận Không nhận không được Đây chính là tu học Phật Pháp Học kinh luận của Phật Hoặc là học kinh điển của Thế gian Như Tứ Thư Ngũ Kinh quý vị cần tư duy chăng suy nghĩ kỹ câu này đoạn này nghĩa là gì đây là chuyện rất bình thường thánh hiền phật bồ tát vậy chúng ta phải nhẫn nhẫn gì đừng nghĩ đến nó vì sao vậy? Vì nghĩ đến nó là ý của riêng mình. Không phải ý của Thánh Hiền Phật Bồ Tát. Vì sao vậy? Vì Phật Bồ Tát không có ý, Lời trong kinh điển Là trí tuệ thanh tịnh của Phật Bồ Tát lưu xuất ra Cho nên nó không có ý Nếu chúng ta lìa tâm phân biệt vọng tưởng chấp trước để tiếp xúc nó Mới thật sự lãnh hội được ý nghĩa của nó Ý nghĩa đó của nó không phải nó Mà là gì? Là ý của tự tánh Trong tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ đức tương Phật Bồ Tát là hàng thuận chúng sanh Tùy tâm ứng quá Tự nhiên hiển lộ ra Cho nên nó không có ý Không có cạn sâu Cũng không có rộng hẹp Nó là thật, không phải giả dạ. Chúng sanh nghe được Đều rất quan hỷ Chúng sanh căng tánh lanh lợi Nghe thấy ý nghĩa rất sâu sắc Chúng sanh căng tánh chậm lục Nghe thấy ý nghĩa càng cực à, Người nghe người ai cũng, cũng được lợi ích à, Lợi ích này cổ nhân ví dụ Như người uống nước nóng lạnh tự biết à, Người nghe hiểu trong lòng họ minh bạch vi Di diệu là ở chỗ này cho nên pháp gọi là diệu pháp ta nghe kinh nghe pháp được bao nhiêu lợi ích đều ở nơi bản thân mình không liên quan với bên ngoài cũng không liên quan đến người thầy toàn do mình Thầy giảng giải cho chúng ta Cảnh giới của Thầy chúng ta không biết Thầy giáo Thế gian nói Ý nghĩa rất thiển cận thầy giáo có tu có chứng giảng ý nghĩa thâm sâu khôn lường được lợi ích chăng được lợi ích chắc chắn được lợi ích nếu không được lợi ích vậy là họ nói một cách vô ích làm gì có chuyện đó Cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta Đọc tùng Nghe dạy Phải hiểu ba nguyên tắc Thứ nhất Không chấp trước tướng ngôn thuyết Đọc tùng Không chấp trước tướng văn tự không chấp trước tướng danh từ đây là danh từ thuộc ngữ không chấp trước tướng tâm duyên tướng tâm duyên ta cứ đọc một cách cung kính đọc một cách thành khẩn không nghĩ đến ý nghĩa trong danh từ đều không nghĩ đến đọc tụng như vậy là tù giới định tuệ tam học giới định tuệ học thành công cùng một lúc tuân thủ theo phương pháp này để đọc và để nghe tuân thủ phương pháp này nghĩa là trì giới Không phân biệt chấp trước Là tu định Không phân biệt là không dùng thức thứ sáu Không chấp trước là không dùng thức thứ bảy Không dùng thức thứ sáu Diệu quan sát trí hiện tiền công dùng thức thứ bảy bình đẳng tánh trí hiển tiền hay nói cách khác tâm mình là tâm thanh tịnh bình đẳng giác tâm thanh tịnh bình đẳng giác gọi là tam muội quân tu lâu dài tự nhiên khai ngộ sau khi khai ngộ ta xem kinh văn này từng câu từng từ đều có vô lượng nghĩa đây là pháp hỷ sung mãn vì sao nói là vô lượng nghĩa vì tự tánh vô lượng Tự tánh vô lượng, tức trí tuệ vô lượng. Đức năng vô lượng, tướng hảo vô lượng. Thật sự biết đọc Tùng. Nghe vậy cũng vậy. Nghe vậy nghĩa là nghe dạng. Như hiện nay, chúng ta cùng nhau học tập chúng ta chia sẻ nếu giữ được nguyên tắc này một tiết học hai tiếng hai tiếng tu điều gì tu giới định tuệ dùng phương pháp này học một lần cả giới định tuệ thông hết Mỗi ngày đều dùng phương pháp này Người tinh tấn Một ngày 8 tiếng 10 tiếng Tốt nhất là 10 tiếng Nghe kinh có thể nghe CD Hoặc thông qua mạng Internet dễ tin Đọc tùng thì cùng kinh Chỉ một bộ không thay đổi Chưa khai ngộ không xem cuốn thứ hai Khai ngộ rồi mới quản học đa văn Khai ngộ là sao? bình thường nhất phổ biến nhất là hỏi đáp người khác có khó khăn đặt ra câu hỏi ứng đối như nước chảy không cần suy nghĩ trí tuệ khai rồi Ta không nghĩ xem vấn đề này Câu hỏi này mình nên trả lời ra sao Không hề nghĩ đến điều này Đưa ra vấn đề liền tự nhiên trả lời Thông thường sau khi trả lời xong Bản thân cảm thấy quan hỷ Tôi trả lời rất hay Sao mình có thể trả lời được như vậy nếu như bản thân phải nghĩ đến câu hỏi này suy nghĩ nên trả lời như thế nào vẫn không đáp được tuyệt diệu đây là gì là trí huệ hiện tiền vấn đề là như vậy thành tựu ba loại nhẫn này cho nên gọi là nhẫn lực thành tựu thứ nhất là an khổ an bần lạc đạo. Thứ hai là có thể nhẫn thọ. tây bình của tất cả mọi người. Đặc biệt là ác ý Đều có thể nhẫn chịu Chẳng những không tính toán mà còn có tâm cảm ơn điều này rất khó phải có tâm cảm ơn mới đạt được lợi ích vì sao không có tâm cảm ơn vì không có lợi ích được lợi ích nghe người khác phê bình nỗ lực phản tỉnh có liền thay đổi không có thì cố gắng hơn nếu họ phê bình mà mình có lỗi lầm này từ đó mình thay đổi cảm ơn vì họ đã nhắc nhở nếu không có càng phải cảm ơn họ đưa ra thử nghiệm này tôi đã thông qua Thông qua, Thông qua cuộc thử nghiệm này Cảnh giới mình nâng cao Quý vị có thể không cảm ơn được chăng Còn như họ có ác hành, ác nghiệp Họ tạo nghiệp, họ tạo nghiệp giúp ta đi lên Chẳng những mình cảm ơn họ mà còn có hành động hồi hướng công đức tu học của mình cho họ. Giúp họ giảm nhẹ khổ báo. Đây là điều nên làm lễ nghĩa của sự giao tiếp. Nếu không có trí tuệ chân thật, không nhận ra được tầng này, bị người hủy bán, ta sành oán hận tâm khởi oán hận rất phiền phức oán hận thì sao quả trong tương lai là oan oan tương báo oan oan tương báo là không bao giờ dứt khổ không kệ si song phương đều đau khổ hiện tượng này hiện tiền lập tức quá giải không còn nữa học phật bao nhiêu năm nay đây là bản lĩnh nhỏ thông minh nhỏ nhất định phải có bản lĩnh nhỏ này đều không có vậy là uống công học phật rồi bồ tát Trong kinh điển Đại Thừa thường xưng Bồ Tát là nhân giả, nhân từ, người nhân từ. Bồ Tát đều là người nhân từ. Nhân giả vô địch. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát diễn diễn không đối lập với người, sự vật. Vì sao vậy? Vì đã phá biên kiến Biên kiến là đối lập Nhị biên Ở trước có nói với quý vị Bồ Tát Vô nhân, vô ngã Vô chúng sanh, vô thọ giả Đây là Bồ Tát Bồ Tát cơ bản Quý vị còn nhiều đối lập như thế Quý vị là phàm phu đến ranh giới của bồ tát đều không đụng đến thân kiến biên kiến thành kiến đều buông bỏ người này là chân bồ tát tuy là một vị bồ tát nhỏ nhưng họ không phải là phàm phu Thật là tu thành như thế Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Xin chúc mừng quý vị Quý vị sanh đến khỏi phương tiện hữu dư Của thế giới cực lạc Chứ không phải khỏi đồng cư Chứ gì phải nhớ Trong Kinh Kim Cang đã phá bốn tướng Quý vị không chấp trước Không chấp trước bốn tướng Quý vị là Bồ Tát Của cõi phương tiện Chưa phá bốn tướng Là cõi phàm thánh đồng cư Cho nên đây gọi là nhẫn lực thanh tựu Có sức Nhẫn nhục Sẽ khởi tác dụng Nghe chuyện Xứng tâm như ý thì quan hỷ Nghe người khác sỉ nhục Hay hủy bán Thì liền sân giận Đây là phàm phu Niệm Phật giảng sanh là sanh vào phàm thánh đồng cư. Khi giảng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, những tập khí phiền não này phải dùng Phật hiệu chế ngự mới hữu hiệu. Nếu không hàng phục được niệm sau cùng khi lâm chung, như vậy là trôi lăn trong luân hồi Có thể giáng sanh hay không đều ở niệm sau cùng Thử nghĩ xem chúng ta có thể nắm chắc chế phục được niệm sau cùng này hay không Hiện tại không chế phục được, niệm sau cùng không chắc lắm. Như vậy thật sự phải gặp vận mệnh. Hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ hiểu. Hiện tại phải học đến có thể chế phục. Có thể chịu được. Bố thí là buông bỏ Buông bỏ là tích lũy công đức Nhẫn nhục là duy trì Công đức này của mình có thể duy trì hay không Hoàn toàn dựa vào nhẫn nhục ba la mật Nếu không có nhẫn nhục ba la mật Không thể giữ được công đức tu tích Trong Phật Pháp nói, ngọn lửa đốt cháy rừng công đức. Lửa đó là lửa sân hận Ngọn lửa này nổi lên Tâm thanh tịnh không còn Tâm bình đẳng không còn Chánh giác không còn Trở về lục đạo Không có đi lên Hồi sớ lại nói rõ về thập nhẫn Sớ nói Nhẫn là đức Trì giới khổ hạnh không sánh bằng Lời này là thật nghĩa là nói đức của nhẫn nhục vượt qua trì giới hơn hẳn khổ hạnh có nhẫn nhục nhất định có trì giới khổ hạnh Ngay trong cuộc sống hàng ngày của họ. họ có thể nhận tất cả mọi thứ. Họ có tâm đồng tình, có tâm thương xót, có tâm từ bi, Họ nhẫn nhường mọi thứ, tiết kiệm mọi thứ. Trong Liễu Phạm Tứ Quân nói, phu ừ. nhân của viên Liễu Phạm, mùa đông, may áo lông cho con trai. Trong nhà có tư tầm. Khi Liễu Phạm Tiên Sinh nhìn thấy, mà dùng bông Tư tầm tốt hơn bông Trong nhà có tư tầm Vì sao không dùng tư tầm mà dùng bông Phu nhân của ông nói Giá trị tư tầm cao Bà đổi tư tầm thành bông Tư tầm chỉ làm được một chiếc áo Tôi đổi thành bông có thể làm hai ba chiếc áo Con trai có mặt có thể tặng cho người nghèo mà Liễu Phạm, Phạm Tiên Sinh nghe xong gật đầu Vậy là con trai có phước báo Người học Phật Phải thường nghĩ cho người khác khi tôi mới xuất gia từng ở trong chùa hai năm tôi nhìn thấy những người này không chùa không biết tích phước vì sao vậy vì nhận sự cúng dường quá dễ giúp tăng trưởng tập khí xa sĩ lạng phí đây là gì đây là tổn Phước báo vấn đề này nhất định có quả báo phải biết rằng trước đây tôi từng nói điều này rất nhiều lần trong xã hội này Ngành nghề nào cũng dễ Duy nhất Nghề xuất gia là không dễ Vì sao vậy? Nó chịu trách nhiệm rất lớn Nhân quả báo ứng Đều trong đó Bất luận là tín đồ cúng dường nhiều hay ít Họ đều là dùng chân tâm cúng dường Hy vọng tu phước Chúng ta tu phước gì? Nhận sự cúng dường này Có thể tiêu hóa được hay không? Chứ gì cổ đức nói với chúng ta Một hạt gạo của tí chủ lớn như núi thái sơn đời này không đạt đạo mang lông đội sừng để trả như vậy có thể tiếp nhận tùy tiện chăng Chúng ta thấy hành nghi một đời của Tổ sư Ấn Quang. Ngài tiếp nhận mười phương cúng dường. Tiền tài cúng dường, Ngài không dùng đến một đồng nào. Hoàn toàn đem ra ấn tống kinh cúng dường tu pháp bố thí. Trong kinh nói, tất cả các pháp cúng dường, cúng dường pháp là tối thăng nhất. Tất cả các pháp bố thí, bố thí pháp cũng là tối thăng nhất. Ngài giúp những chúng sanh này trồng phước. Ngài dùng tiền này thành lập một nơi lưu hành kinh sách gọi là hoàng hóa xã tại chùa báo quốc ở tô châu dùng tiền này để thành lập hoàng hóa xã khi gặp thiên tai như hạn hán lũ lụt ngài rút ra một phần trong khoản tiền in kinh để cứu tế Đây là điều chúng ta nhìn thấy. Ngoài việc này ra, khoảng này là ngày chuyên dùng. Không dùng vào bất kỳ việc gì khác. Xây dựng chùa chiền, không nghe nói tổ sư Ấn Quang dùng tiền vào việc này. Từ điều này chúng ta liền nghĩ đến tổ sự ấn quang đối với vấn đề nhân quả, ngày quan trọng biết bao. Còn đa phần người xuất gia chúng ta đều sơ xuất. Sư Ấn Quang sanh trong thời đại của chúng ta Cách chúng ta cũng chỉ 60 năm mà thôi Thầy Lý là học trò của Ngài Ở Đài Loan khi chúng tôi mới học Phật Cư sĩ Lý Tề Hoa cũng là học trò của Tổ sư Ấn Quang Những người như Triệu Mạc Lâm đều là học trò của Ngài Những vị cư sĩ này Biểu hiện đều rất tốt Đều là tấm gương học Phật tốt của chúng ta Tôi ở Đài Trung cầu học Thầy Lý đem gian sau của Đại sư Ấn Quang Lúc đó hai phần chánh tục Có bốn cuốn Thầy tặng cho tôi Dạy tôi học theo Đại sư Ấn Quang tôi đọc qua một lần rất cảm động Gợi mở rất nhiều hiện nay ứng quang đại sư toàn tập lưu thông nội dung rất phong phú Thời kỳ mạt Pháp, nếu có thể y giáo phụng hành, tôi tin đều có thể giảng sanh. Đây là người thời cận đại. Những gì Ngài nói ngày viết kết hợp với căn cơ của người thời nay viết bằng thể văn cổ rất là dễ hiểu cho nên học cổ văn dùng văn sau cũng là một lựa chọn thông minh học được văn tự cũng học được phật pháp Nhất cử lưỡng tiện thầy lý nói đọc thuần một trăm biến có thể chọn một trăm bài trong hai bạn chánh tục văn sau có thể đọc thuần, thuần thuộc có thể đọc đến thuộc lòng tin rằng nền tảng văn cổ của quý vị đã đầy đủ không khác gì đọc cổ văn quán chỉ vậy tôi cũng hy vọng đồng học phát tâm sửa đổi những khuyết điểm của con người hiện nay. Không sửa niệm Phật không thể giảng sanh. Còn phải tiếp tục trôi lăng trong luân hồi lục đạo. Nói tiếp có thể hành nhận Được gọi là hữu lực đại nhân Đại nhân chính là Bồ Tát Hữu lực là gì? Là nhẫn lực Nhẫn nhục đối trị sân nhuế Trị là đối trị Sân nhuế là bệnh Phiền não nghiêm trọng. Sân nhuế là nhân của địa ngục. Trong tâm thường có ý niệm sân nhuế. Nó có nhân duyên rất sâu với địa ngục. Tham lam là ngã quỷ. Ngô si là súc sanh. Tham sân si là nghiệp nhân của ba đường ác. Thông đoạn tam độc. Tam độc là tham sân si. Chủ yếu là đối trị sân nguyệt. đối trị các tham sân si trong lục độ người tu hành quan trọng nhất là hai thứ thứ nhất là bố thị thứ hai là nhẫn nhục tiếp theo nói kinh bao dân nói Đối với Pháp tu của Bồ Tát Mỗi thuyết mười Pháp Trong đó nói đến Pháp nhận Chính là trong mười Pháp Nói đến Pháp nhận Bồ Tát có mười Pháp Có thể tịnh đối với nhận Bồ Tát có mười Pháp trong kinh bảo dân nói đến đoạn này niệm lão trích dẫn ra mười điều là gì thứ nhất là nội nhẫn hai là ngoại nhẫn ba là pháp nhẫn bốn là tùy phật giáo nhẫn Năm là vô phương sở nhận Sáu là tu xứ xứ nhận Bảy là phi sở di nhận Tám là bất bức não nhận Chính là bi tâm nhận Mười là thể nguyện nhận Trước tiên nói ra mười danh từ này Sau đó trích dẫn ra từng điều cho chúng ta xem Thứ nhất, nội nhận. Vì sao gọi là Bồ Tát nội nhận? Như thế nào gọi là Bồ Tát nội nhận? Bồ Tát Đói khát lạnh nóng Ưu bi đau đớn Thân tâm sợ thiết Sợ là khổ sợ Thiết là bi thiết Có thể tự nhẫn chịu không cho là khổ não vậy là nội nhẫn đây là an nhẫn khổ của ba loại nhẫn ở trước nội nhẫn thuộc an nhẫn khổ Người xuất gia sống rất thanh bận Đặc biệt là người xuất gia à, khó, Nương tựa đảo tràng Tự diện Quy à, củ khi mới xuất gia, quý của... mới xuất gia. Quy, Quy củ này, này là do cổ nhân đặt ra trong bách trượng thanh quy gọi là mã tổ kiến tùng lâm bách trượng lập thanh quy người mới xuất gia năm năm học giới từ ngày được xuống tóc năm năm như vậy nghĩa là sau nói như hiện nay ta ở trong chùa làm công quả phục vụ cho đại chúng điều này rất có đạo lý năm năm sau không còn làm những công việc này nữa người mới xuất gia đến phục vụ ta đến chăm sóc ta thời gian năm năm tu phước tu tuệ đâu có chuyện vừa xuất gia đã có cơm tận miệng nước tận tay sống đời nhàn nhã tự tại như thế không có đạo lý này thì mới xuất gia bớt luận là xuất thân như thế nào xuất gia là bình đẳng việc lao động việc nặng nhọc việc bếp nút đều phải làm hết làm luôn phiên cho nên ở trong chùa bất kỳ việc gì, gì cũng biết làm Hàng trưởng bối thường nói Người xuất gia có ba cây dao Cây thứ nhất là dao cạo tóc Ta phải biết cạo tóc Thứ hai là dao làm rau Ta phải biết nấu ăn Thứ ba là cây kéo ta phải biết may áo quần đây là cơ bản trong cuộc sống có thể không cần đến người khác hiện nay chùa chiền không như ngày xưa trước đây trong chùa không có người ngoài làm công quả không có Tất cả mọi việc người xuất gia đều phải tự làm Cho nên chú Tiểu mới xuất gia 5 năm, năm rất gian khổ Đây chủ yếu là tu phước báo Bằng không khi mệt già ai chăm lo Ta từng chăm sóc người khác khi già có người khác chăm sóc mình Điều này rất công bằng Chùa Chiền hiện nay thì sao? Chùa Chiền hiện nay rất giàu có Ngày xưa chùa có thu nhập kinh tế cố định Không giữ vào Phật tử không tổ chức kinh sám phật sự cũng không có pháp hội mỗi chùa đều có ruộng đất có núi đồi cho nông dân thuê trồng trọt lấy tiền thuê khi nông dân thu hoạch chi cho chùa một phần Cho nên sinh hoạt kinh tế trong chùa rất ổn định Tâm an thì đạo thịnh Trong kinh Phật nói Pháp luôn dị chuyển thực luôn tiên Cuộc sống không an định thì làm sao mà tu đạo được Chùa thời nay không có bất động sản Kinh tế thu nhập có vấn đề Bởi vậy Phải dựa vào thu nhập nơi kinh sáng Phật sự Dựa vào Pháp hội Thu nhập rất khả quan Chùa ngày càng có điều kiện Rất có nhiều công việc Mời người ngoài về làm Người trong chùa không phải làm Tôi ở Đài Loan khi mới xuất gia Thì mấy ngôi chùa lớn Có chuyên viên nấu bếp Không khác gì khách sạn Đấy ngộ gần giống như Khách sạn năm sao vậy Cuộc sống của người xuất gia Tương đối đầy đủ Vì sao phải mời đầu bếp nấu ăn Vì trong Pháp hội Phật sự Có rất nhiều người đến dự Họ đều đến chùa ăn cơm Nhất định chiêu đại thật chu đáo Họ ăn uống quan hỷ Lần sau còn đến tham gia Phật sự nữa Vậy là hiểu sự tiếp đãi này là cần thiết cho nên chùa mới mời những đầu bếp này với mức lương rất cao họ làm lấy lương Trong chùa có một số công việc Như quản lý tài vụ Quản lý quan hệ công cộng Đều mời Phật tử tại gia Họ có chuyên nghiệp nhờ vậy trong chùa quả thời quản lý rất tốt đẹp chi tiêu cũng khá nhưng thu nhập nhiều điều này dần dần biến chất không còn giống như ngày xưa nữa người ở đó không làm những việc này công việc của họ hai thời là công phu Thêm nữa là Pháp hội Kinh Sám Phật Sự. <laughs> Hoàn toàn không giống ngày xưa. Cho nên đây là Chất của tự diện am đường sẵn sàng biến hóa ban đầu thầy phương đông mỹ nói với tôi học triết học phật giáo phải học trong kinh điển trong chùa có thể không học được chúng tôi đã hiểu hoàn toàn nhờ vào kinh điển. Nương vào kinh điển không thể không nỗ lực. Bây giờ chúng ta thấy cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Đây là một điển phạm về học tập kinh điển. Ông ta nghe tôi giảng kinh, cầm một cuốn trở về như làm gì tra từ điển từng chữ một một ngày dùng thời gian khá lâu hai ba tiếng chuyên môn tra từ điển ghi rõ ra tất cả những danh từ thuật ngữ này Khi nghe lại CD của tôi thì sẽ thấy khác. Đây tức là giảng kinh phải có chuẩn bị. Phải soạn bài. Nghe kinh cũng như vậy, cũng phải chuẩn bị. Nếu ta không chuẩn bị trước, khi nghe rất khó hiểu. Trước đây tôi theo học với thầy Lý Thầy Lý rất hiếm có Vì một tuần chỉ giảng kinh một lần Cho nên chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị Ví dụ hôm nay Thầy muốn giảng đoạn kinh văn này Đại khái chúng tôi đều có thể dự định được Giảng từ đâu đến đâu Tôi cần dùng bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho bài học sắp tới? Ít nhất 20 tiếng. Tôi cũng tra rõ ràng chữ nghĩa ở trong đó. Còn sưu tập rất nhiều chú sứ của người xưa. Chủ sự quan trọng Tôi học Kinh Lăng Nghiêm với Thầy Lý Đây là bộ Đại Kinh Tôi sưu tập hơn 20 loại chú giải khác nhau Chọn ra 5 loại Sau đó đem tất cả 5 loại này Còn dùng từ điển tra rõ ràng, minh bạch Mới nghe Thầy giảng Ký thức của tôi rất tốt Tối thứ hai tôi phúc giảng Giảng lại một lần những điều thầy đã nói Tôi phúc giảng tính chúng chỉ có sáu người Lớp học nhỏ của chúng tôi chỉ có bảy người Bảy người này là tôi tìm Chúng tôi cùng chí hướng Chuyên học tập kinh lăng nghiêm tôi phúc giảng, họ rất từ bi. Lúc đó tôi đã xuất gia, tôi phúc giảng, cho nên thay giảng một biến kinh lan nghiêm, tôi cũng giảng lại một biến. Sau khi tôi giảng xong, sáu vị đồng học này được học giảng kinh, nhờ họ phê bình, nhờ họ chỉ giáo đưa ra vấn đề chúng tôi cùng nhau thảo luận khi có nghi hoặc không thể giải quyết thì mang đến hỏi thầy giáo giảng kinh lăng nghiêm suốt ba năm một tuần một lần Khi tôi học xong bộ đại kinh này Vì sao có giảng bảy lần Bảy lần chỉ có hai lần giảng viên mạng Năm lần khác thì giảng không viên mạng Lúc đó không có những công cụ khoa học này Đến thiết bị ghi âm chúng tôi đều không có Những tư liệu có gian tự này Hầu như cũng đều thất lạc Bao nhiêu năm thay đổi chỗ ở Đổi quá nhiều lần Nên bị thất tán Vì sao Có những thiết bị này Có ghi âm Có ghi hình Lưu giữ được bộ phận này Lúc tôi ở Đài Trung Những bộ kinh nhỏ này Tổng cộng hơn 30 bộ Đại kinh là kinh Lăng Nghiêm Học một bộ đại kinh này Học tập cần phải siêng năng, phải chịu khổ. Loại thứ ba trong ba loại nhận chính là nói về học tập. Nếu học tập mà không chịu khổ, không thể thành công. Để người khác chuẩn bị giúp mình, như vậy không có kết quả. Bản thân không có chỗ ngộ. Bản thân phải tự mình chuyên cần dụng tâm, bản thân mới có sở ngộ. Giảng kinh không dễ Thầy dạy chúng tôi Phát tâm giảng kinh Cần phải thông đạt cả Pháp Thế xuất thế gian Điều này rất khó Pháp Thế gian không nói gì khác Chỉ một bộ tứ khố toàn thư Có thể thông đạt chăng Pháp xuất thế gian là một bộ đại tạng kinh Có thể thông đạt chăng? Quý vị thông Pháp xuất thế gian Không thông Pháp thế gian Như vậy là khí lý không khí cư Thông Pháp thế gian không thông Phật Pháp Là khí cư không khí lý đều không làm được. Vì vậy phải học cách nào? Sau cùng thầy dạy Chúng tôi chỉ còn cách cầu cảm thông Tức cầu cảm ứng Cầu cảm ứng như thế nào? Thành tâm Tâm chân thành Trong tâm chân thành Phải thêm vào một chữ Chí thành Chân thành đến cực điểm Sẽ có cảm ứng Nhờ cảm ứng Để thông đạt Pháp xuất thế gian Cần lưu ý Pháp thế xuất thế gian chẳng cần Hiện nay chúng ta có đầy đủ phương tiện Điều này nói lên rằng Thời đại của chúng ta có phước báo Cổ nhân đã biên tập hoàn thiện những tư liệu này Pháp Thế Giang có hai bộ sách Nội dung hai bộ sách này bao gồm tu thân. Chúng ta có thể nói là cách vật trí tri, thành ý chánh tâm, tu thân tỳ gia trị quốc bình thiên hạ. Cổ nhân đã sưu tập đầy đủ những điều này, biên tập thành một bộ sách. Quần thư trị yếu, đường Thái Tông hạ lệnh biên tập, Trong thế pháp Đây là bộ sách tinh hoa nhất Quý vị làm sao quản lý quốc gia Làm sao quản lý công ty của mình Quản lý công ty Quản lý gia đình mình Tài liệu này quá phong phú Một bộ sách khác là trị học Làm sao khôi phục truyền thống văn hóa xưa Đầu năm dân quốc Tôi chưa ra đời có một nhóm chuyên gia học giả nghĩ đến việc lớn này từ trong kinh sử tử tập của tứ khô chọn ra những tinh hoa chọn ra những điều hay nhất biên tập thành một bộ sách tám cuốn tôi gọi đây là tiểu tứ khô Như vậy mới có cách hạ thủ Bộ sách hay như vậy Ta thật sự không biết Nên học từ đâu Bây giờ người ta đã trích dẫn ra những điều hay nhất Biên tập thành một bản cho chúng ta học tập Kinh một cuốn Sử có một cuốn Tử thư có hai cuốn Tập có ba cuốn Trong tập văn, văn hình như có hai cuốn Thi từ một cuốn Đều là tinh hoa Ta đọc hai thứ này Thông hiểu Pháp Thế gian Kinh Phật chọn một bộ Nhất môn thâm nhập trường thời quân tu Còn Pháp Thế gian Hai cuốn này là đủ rồi Hai bộ sách này Chúng tôi đã in ra một dạng bộ Quần thư trị yếu đã in xong Khoảng dài hôm nữa chúng ta có thể nhận được một bộ họ đưa đến cho tôi xem trước sau đó chúng ta mới đem đi tặng quốc học trị yếu khoảng cuối tháng tư có thể xuất bản quá thật khó được không dễ chút nào Điển tịch này bày ra trước mắt chúng ta Khổ tâm của chư vị Thánh Hiền Vấn đề là chúng ta có chịu phát tâm học hay không? Phát tâm học cần phải nỗ lực Chuyên cần khoảng 10 năm Trong phần giáo, quý vị là nhân vật nổi tiếng Mười năm rèn luyện nhất cử thành danh Ngày nay học viện có môi trường tu học tốt như vậy Đạo tràng này thù thắng hơn tất cả các đạo tràng Phật giáo Quý vị không cần ra bên ngoài quyên góp vận động cũng không cần làm kinh sám Phật sự Mỗi người ở đây đều có thể chuyên nghiên cứu một môn kinh luận Chứ vị đồng học cùng nhau Trong Phật Pháp thường nói Nương chúng dựa chúng Khuyến khích lẫn nhau Đốc thúc lẫn nhau Đặt ra thời khóa biểu Năm nay tôi phải hoàn thành những môn nào Quan trọng nhất là môn căn bản Môn căn bản thứ nhất là gian cổ Thứ hai là ba nền tảng Nhất định phải bắt đầu từ đây trước Không có những thứ này ta không có căn bản Dù học gì cũng không có thành tựu Dùng khoảng năm rưỡi đến hai năm Đặt những nền tảng căn bản này Pháp xuất thế gian một bộ kinh vô lượng thọ, bộ kinh này suốt đời thọ dụng vô cùng, phải học thật kỹ, có thể nói một cách thấu triệt, các nơi trên toàn thế giới đều cần. Nhưng ta nhất định phải phát nguyện mười năm không hạ sơn chuyên tâm ở 10 năm tại đồ văn ba hoàn thành học nghiệp hoàn thành đạo nghiệp như vậy mới có thể hoàn pháp lợi sanh trên toàn thế giới không có định công 10 năm không thể thành tựu Học viện này đến nay là 10 năm 10 năm nay quý vị không có thành tựu Hy vọng 10 năm tiếp theo Quý vị đừng lãng phí 10 năm thứ hai lãng phí Vậy thì hết cách cứu giảng rồi Phải buông bỏ tất cả Buông bỏ tạp niệm Quý vị chịu phát tâm tôi tin Phật Bồ Tát từ bi Công việc của thường trụ Có rất nhiều cư sĩ phát tâm Đến đây tham học họ có thể gánh giá trách nhiệm này Quản lý tự diện chúng ta có thể giao cho phật tử trả tiền lương cho họ mời họ quản lý tự diện cho chúng ta người xuất gia không quan tâm gì cả chỉ chuyên tâm đọc sách chuyên tâm học phật mười năm sau quý vị thành tựu Vì sao hiện nay không thể thành tựu? Vì chúng ta có quá nhiều việc nhỏ nhặt. Làm trở ngại tâm thanh tịnh, chúng ta không thể chuyên tâm. Tôi tin thu nhập của tự diện chúng ta có thể trả lương được vài người Mời họ đến quản lý Chỉ cần quý vị Cố gắng học tập Tam Bảo sẽ gia trì đạo tràng này Hy vọng mọi người suy nghĩ lại nếu không thời gian qua đi không trở lại như vậy phải làm sao quý vị suy nghĩ xong hãy nói với tôi tôi hy vọng mọi người đều thành tựu Chúng ta làm tấm gương tốt cho Phật Pháp Đạo tràng đích thực là chánh Pháp Bản thân chúng ta tinh tấn tu học Đem những điều học được thực hành trong cuộc sống hàng ngày Nội dung 10 loại nhẫn này rất hay, rất phong phú. thứ hai là ngoại nhẫn quý vị xem nói về ngoại nhẫn thế nào gọi là ngoại nhẫn của bồ tát bồ tát nghe lời ác mại lị quỷ nhục phỉ bán của người hoặc quỷ nhục cha mẹ anh em chị em quyến thuộc đây nghĩa là người khác quỷ bán nhưng không hủy bán chính mình mà hủy bán cha mẹ hủy bán anh em chị em mình tình huống là như thế hoặc hủy bán hòa thượng a xà lê của mình hủy bán thầy mình hủy bán đồng học của mình hoặc hủy bán phật pháp tăng bán phật bán pháp bán tăng có vô số cách hủy bán như thế bồ tát nhẫn nhục không sanh sân nhuệ vậy là ngoài nhẫn điều này không phải người bình thường có thể làm được. người bình thường gặp phải vấn đề này, họ không nhận được. sanh khởi oán hận, sanh khởi tâm sân duyên. phật Bồ Tát không như vậy. Chúng ta cần phải chú ý Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải nhẫn mọi thứ Mới có thành tựu Như những điều này nói rất hay Đưa ra những trường hợp này Nếu chúng ta không nhẫn được Chắc chắn thoái tâm Thoái tâm Đạo nghiệp của chúng ta sẽ mất. Hoàn toàn thất bại. Tổn thất không phải người khác mà là chính mình. Một người muốn có thành tựu. Trong khi nói đến rất nhiều điều chướng ngại này, nếu vượt qua đường những chướng ngại khó khăn này là thành tựu Còn như có một cửa ải không thể vượt qua liền đọa lạc ngay Hướng gì trong thời đại này Gọi là thời kỳ Pháp nhược ma cường Nếu không biết nhẫn nhục ba la mật Làm sao thành tựu được dù khổ hại như thế nào đi nữa đều phải nhận nhục nhã ra sao đều phải nhận kiên trì phương hướng và mục tiêu của mình như vậy mới có thành tựu Người trong xã hội ngày xưa Dù ít hay nhiều Đều có học giáo huấn của các bậc thánh hiền Hiện nay hoàn toàn không có Làm việc tốt cũng bị người ta mắng Người ta sỉ nhục Còn làm việc xấu lại được người ta khen ngợi giúp đỡ Làm việc tốt chẳng những không giúp đỡ Họ còn quỷ hoại chúng ta Như vậy tiếp tục làm chăng Điều này còn xem ta có nhẫn được hay không Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô an di đà phật But